Hello, xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại video của Hải Bãi nha. Hôm nay giới thiệu anh em một con cưa xích Stein MS170C này. Con này máy zin nguyên bản nhau nhá. Nó bô zin. Đó. Bô zin đét, em chưa có rửa thì tháo hết bên trong ngoài xưa rửa luôn. Nó mới vệ sinh cho sơ bên ngoài thôi. Dùng máy là chưa có bung máy, bổ máy gì nhá. Bít tông anh em thấy sọc ngang này. Nó sọc siêu ngang luôn. Để sẽ giật giật anh cho xem toàn bộ bít tông nhá. Tông sọc ngang không? Sọc ngang. Trong máy bên trong em mà chưa tháo ra luôn. Bao rin toàn bộ cho anh em nhé. À, anh em nào có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại 0345 0539. Nòng bạc, bù gì hết, điện gì, chế độ lọc gió gì hết nhé. Tất cả đều có mộc Estin dập nổi hết. Bao cho anh em kiểm tra máy thoải mái nhé. Làm xích cũng zin thoải mái luôn. Xích Estin làm zin. Con này là cái mẫu cưa nhỏ anh em sử dụng trong gia đình. Đó, anh em nào đang có nhu cầu tìm mua một con cưa nhỏ nhẹ mà đời cao, phụ tùng thay thế nhiều thì anh em xài con này nhá. Đồ thay thế thì cực kỳ nhiều luôn. Cái gì nó có mới hết luôn. Anh em có thể mua đồ nó sẵn. Đa số là ở đâu cũng có hết nha anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu thì chốt. Con này thì bên Hoài Bãi hàng đẹp, hàng bít tông sọc ngang. Đó, thì mà đời có giật trợ lực thì Hoàng đang bán cho anh em với giá là 3 triệu 400 ngàn. Bao ship tận nhà cho anh em luôn. Tặng kèm đầy đủ phụ kiện, rũa xích tim mở buji và tô vít chỉnh nha. Đó, thì giờ Hoàng test nổ cho anh em nghe tiếng máy con này nha. Đặt điện thoại để test nổ cho anh em nghe tiếng máy con. Chất lượng máy rất là đẹp. Ngoại hình tổng quan hai chiếc ốc lam này. Máy móc zin hết. Test nổ xem tiếp vào buji đồ vứt chỉnh nữa, tặng kèm cho anh em một cái buji city này nữa nhé. Đó, tặng kèm một buji nữa với lại bộ đồ nghề nữa. Đó, anh em nào chốt thì giá 3,4 triệu full bộ luôn. Đó, bác nào chốt thì cũng khoanh người bãi nhá. Xin cảm ơn anh em.